Xin chào, nếu quan tâm tới xe hơi, chắc chắn các bạn đều biết Volvo là hãng xe được mệnh danh là an toàn nhất thế giới. Vậy thì bạn có thực sự biết phía sau sự an toàn đó là gì hay không? Nếu không, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay trong video này các bạn nhé. Nói về an toàn, không một hãng xe nào trên thế giới trừ Volvo dám tuyên bố rằng đến năm 2020 trở đi, họ sẽ không để một người nào bị thiệt mạng trên những chiếc xe của mình, dù ở bất kỳ đâu trên toàn thế giới. Và không chắc chắn điều đó có thể trở thành hiện thực hay không, nhưng cho đến nay, khi nói về một chiếc xe an toàn, người ta luôn nghĩ ngay đến hãng xe Volvo đến từ quê hương Thụy Điển này. À mà, lưu ý với các bạn, là này Volvo đã bị công ty Trung Quốc mua lại rồi nhé. Trước hết, hãy tìm hiểu tại sao Volvo lại gắn với sự an toàn. Thì câu trả lời là, khi bước chân vào lĩnh vực xe hơi, với sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt đến từ hàng trăm thương hiệu, mỗi hãng xe cần có định hướng của riêng mình. Ví dụ như Bentley, Rolls-Royce được định hướng là xe sang, phục vụ cho giới thượng lưu. BMW hướng tới sự thể thao, Toyota hướng tới sự bền bỉ, Mercedes là sự sang trọng. Và cạnh tranh với những ông lớn này không phải điều dễ dàng, cho nên Volvo phải chọn hướng đi khác, và đó chính là sự an toàn, điều mà chưa nhiều hãng xe nhắm tới. Và đó rõ ràng là một lựa chọn chính xác. Từ những năm 1960, xe của Volvo đã nổi tiếng trên toàn cầu khi trở thành những chiếc xe an toàn nhất. Họ là hãng xe đầu tiên phát minh ra dây đai an toàn, giúp cứu mạng hàng triệu người. Và cao thượng hơn, họ đã không bán mà chia sẻ công nghệ này miễn phí, không thu tiền bản quyền với tất cả các hãng xe đối thủ. Như vậy, kể cả người lái xe không phải ngồi trên xe Volvo thì vẫn được Volvo bảo vệ. Lý tưởng của họ là một hãng xe an toàn, là có thể mang lại sự an toàn đó đến với tất cả mọi người, bất kể họ đang đi chiếc xe của hãng nào. Không chỉ dây đai, rất nhiều công nghệ an toàn khác cũng được Volvo chia sẻ không thu lợi nhuận từ bản quyền. Sự an toàn của Volvo thậm chí còn được Hoa Kỳ lấy làm thước đo tiêu chuẩn cho tất cả các hãng xe khác vào những năm 1970. Nhưng làm sao Volvo tạo ra những chiếc xe an toàn? Họ có bí mật và công nghệ gì hay không? Thực ra là có. Có bao giờ bạn nghe đến đội ngũ thám tử của Volvo chưa? Trong phim Trung Quốc có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Volvo thực sự đã ứng dụng câu này. Khi mà họ muốn tạo ra chiếc xe an toàn thì họ phải tìm hiểu kẻ thù của mình. Đó là những vụ tai nạn. Và để làm như vậy, họ đã lập ra một đội gọi là đội thám tử Volvo, với nhiệm vụ rất phức tạp, đó là phân tích tai nạn để tìm ra giải pháp bảo vệ người trên xe. Những người thám tử này sẽ nhanh chóng đến bất kỳ điểm tai nạn nào ở Thụy Điển. Nếu một chiếc xe của Volvo liên quan đến vụ tai nạn đó, họ sẽ bắt đầu một cuộc điều tra và ghi lại chuỗi sự kiện càng chi tiết càng tốt. Họ đặt câu hỏi về lực tác động, tốc độ can thiệp của hệ thống an toàn chủ động, tình trạng vận hành của khách, yếu tố thời tiết, điều kiện đường xá, v.v. Họ cũng có được các báo cáo của cảnh sát để có thể truy cập công khai, liên lạc với người lái xe liên quan đến vụ tai nạn và kiểm tra chiếc xe khi có thể. Nhóm cũng cố gắng tìm hiểu xem người lái xe đã trải qua vụ tai nạn như thế nào. Một quá trình có sự tham gia của các nhà khoa học hành vi của Trung tâm An toàn ô tô Volvo. Cuối cùng, nhóm thám tử sẽ yêu cầu những người liên quan đến vụ tai nạn chia sẻ hồ sơ y tế của họ. Điều này cho phép họ ghi lại bất kỳ vết thương nào. Dữ liệu đó sẽ được mang về để các chuyên gia cơ sinh học hợp tác với các nhà vật lý tìm hiểu nguyên nhân chính xác của các chấn thương. Sau khi tất cả dữ liệu và kiến thức thu thập được, kết luận từ nghiên cứu này sẽ được chia sẻ với nhóm phát triển sản phẩm của Volvo. Những người này sẽ có nhiệm vụ cải thiện chiếc xe để khi xảy ra va chạm, những bộ phận trên cơ thể đó không còn bị thương nữa. Ví dụ như họ nhận ra rằng nếu đi xe với tốc độ cao và xảy ra tai nạn thì người lái xe dễ bị đập ngực mạnh vào vô lăng, dẫn đến dập ngực và mất mạng. Cho nên họ đã thiết kế một cái dây hãm để đỡ cơ thể nếu va chạm đột ngột. Và chúng ta biết đó chính là cái dây an toàn trên ghế. Nó được cho là phát minh cứu nhiều mạng người nhất trên xe hơi. Và đến hiện tại, Volvo đã phân tích tới 40.000 vụ tai nạn, hơn 70.000 người bị thương có liên quan. Thậm chí hãng Volvo còn phân tích cụ thể từng nhóm đối tượng khách hàng để đưa ra các biện pháp bảo vệ. Ví dụ như họ là hãng xe đầu tiên thử nghiệm mô hình nộm người phụ nữ. Điều đó giúp họ có thêm góc nhìn đa dạng hơn và có những tính năng an toàn cho các chị em.
Họ cũng là hãng xe đầu tiên thiết kế những chiếc ghế quay ngược giúp bảo vệ tối đa cho trẻ nhỏ. Hiện nay, trên những chiếc xe Volvo, ngoài những tính năng an toàn mà rất nhiều hãng xe khác cũng trang bị như theo dõi tình trạng lái xe có buồn ngủ hay không, tự động phát hiện vật thể và tự động phanh, tự động giữ làn, khoảng cách, trang bị túi khí bốn bên, gia cố khung gầm chắc chắn, v.v. Thì với các mẫu xe mới của Volvo còn được trang bị cả trí tuệ nhân tạo để phân tích tình huống. Ví dụ, trên mẫu xe điện mới nhất có trang bị tới 5 radar, 8 camera và 16 cảm biến siêu âm với tầm hoạt động lên tới 250m. Với một đống thiết bị này sẽ giúp trí tuệ nhân tạo phân tích các vật thể chuyển động xung quanh xe từ rất xa và đoán trước được những tình huống nguy hiểm. Giả dụ bạn đi đường vào trời tối, băng qua một khu bảo tồn có động vật hoang dã, nếu xe bình thường, khi trời tối và bị khuất tầm nhìn, bạn sẽ khó thấy gì. Nhưng với radar và cảm biến, chiếc xe Volvo có thể phát hiện một con hươu đang băng qua đường và đưa ra cảnh báo hoặc tự động phanh, giúp tránh được tai nạn. Việc tông vào động vật băng qua đường là điều rất phổ biến ở Mỹ. Như vậy, qua video này, hy vọng các bạn đã hiểu tại sao những chiếc xe Volvo lại an toàn đến như vậy. Và mong rằng khi về tay Trung Quốc, mọi thứ vẫn giữ được như cũ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.